Về một dự án bất ngờ có thể giải quyết một số vấn đề về giao thông và lưu lượng hành khách ở vùng Leningrad. Vận chuyển theo chuỗi có thể xuất hiện ở khu vực 47 để dỡ đường và giảm thời gian di chuyển đến ga tàu điện ngầm gần nhất ở Muzina Novi Devi Atkino. Tôi nghĩ rằng cái tên vận chuyển theo chuỗi mà hầu hết chúng ta không quen thuộc với điều này ở Nga. Hiểu một cách đơn giản, đây là những toa xe được di chuyển giữa các giá đỡ căng như dây đàn. Chính quyền khu vực đã nghiên cứu chi tiết, tính toán ước chừng chi phí. Những tuyến đường nào được đề xuất cho dự án thí điểm, việc chuẩn bị cho việc này như thế nào? Một buổi sáng điển hình ở Buzino, ra khỏi thành phố vệ tinh xanh Petersburg trong giờ cao điểm. Không dễ để xếp hàng ở bến xe buýt và ở lối vào tàu điện ngầm, mỗi ngày, bất cứ lúc nào trong năm. Tôi đi xe buýt nhỏ vào buổi sáng, có một hàng đợi lớn và ùn tắc giao thông. Hướng kia, qua cây cầu bắc qua Ota, nó dường như đi rất gần đến tàu điện ngầm. Nhưng do tắc đường nên mất rất nhiều thời gian. Cơ sở hạ tầng đường bộ không theo kịp sự phát triển của các tòa nhà mới. Giao thông của con người đang tăng lên hàng năm. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có gì được thực hiện, mọi thứ sẽ kết thúc với sự sụp đổ của giao thông. Trên đó chỉ là những trạng thái tắc nghẽn quái dị điên rồ. Mọi người đi làm về, nhàn rỗi, lờ đờ trên các khúc cua và kẹt xe và tắc nghẽn. Vậy đấy, họ nhàn rỗi cả tiếng đồng hồ trong tình trạng tắc đường này. Chỉ có một giờ đứng trong tình trạng kẹt xe thôi mà. Chuyện này dường như hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để giải quyết. Một lối thoát hoàn toàn không theo tiêu chuẩn thông thường đã được các kỹ sư người Belarus đề xuất để vượt qua ùn tắc giao thông Buzin si câu bằng đường hàng không. Cái gọi là vận chuyển chuỗi sẽ giúp ích trong việc này. Bản thân công nghệ này đã được nói đến trong suốt hai thập kỷ qua, còn trên thực tế đã bắt đầu sử dụng nó vài năm trước. Đường ray thí điểm được xây dựng ở Min và Dubai, nhìn giống như cáp treo, nhưng có sự khác biệt đáng kể về kỹ thuật. Chúng tôi có một đường ray thép. Trên đường ray thép đó, tàu vận tải di chuyển dọc trên các bánh xe thép. Chúng tôi gọi phương tiện giao thông đó là Unimobile. Unimobile của chúng tôi có thể chở cả hành khách và hàng hóa. Với tốc độ di chuyển của tàu chở khách được phát triển đến 150 km/h, vận chuyển khá thoải mái, không có người lái, di chuyển tự động. Nhưng trong chính quyền của vùng Leningrad, Chủ tịch Ủy ban Giao thông đã được dự án truyền cảm hứng nghiêm túc. Ông đã đến Min và tin chắc rằng các công nghệ dây thực sự hoạt động. Các quan chức chú ý đến sự thân thiện với môi trường, tốc độ vận chuyển và quan trọng nhất là hiệu quả chi phí của việc vận chuyển như vậy. Họ đảm bảo rằng nó rẻ hơn nhiều so với việc xây dựng các nút giao thông đường bộ, không cần phải chuộc mua lại các lô đất đủ lớn, đủ dài để làm đường. Tức là bạn chỉ cần một điểm nhỏ để làm các hỗ trợ. Những hỗ trợ này có thể cách nhau đủ xa, nó có thể vượt qua rào cản nước, khắc phục cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có. Vâng, việc loại bỏ nó rất tốn kém. Ví dụ, việc di rời các ống dẫn vận chuyển dầu hoặc khí, nhất là loại tiết diện lớn, phải mất rất nhiều nỗ lực và rất nhiều tiền để chi cho nó. Hai tuyến đường vận chuyển chuỗi thí điểm trong khu vực đang được thảo luận về chiều dài, số lượng trạm và chi phí ước tính. Hiện chưa có chi tiết cụ thể. Tuyến 1 phục vụ khách du lịch đến pháo đài Oset. Tuyến 2 kết nối làng Lapziki, Novaya Zhevieskino và Buzino, kết nối với tàu điện ngầm. Cư dân của các tòa nhà mới sẽ có thể đi du lịch bằng đường hàng không, tránh tắc đường. Theo những người điều hướng, 9 giờ là vào giờ cao điểm. Bạn đi bằng xe buýt đến ga tàu điện ngầm gần nhất sẽ mất khoảng 1 giờ. Các kỹ sư Belarus đảm bảo rằng họ sẽ làm cho con đường đi làm và về nhà của cư dân ngắn hơn. Nhờ đường ray dây, có thể đến tàu điện ngầm chỉ trong vài phút. Hiện nay, khu vực hiện đang làm việc trên một thỏa thuận nhượng quyền về phương án tuyến đường thí điểm. Các chuyên gia đang tính toán dự toán cùng chủ đầu tư. Họ đang chuẩn bị một mô hình dự án cho chính quyền khu vực. Bất chấp mọi thứ, họ tin vào triển vọng của nó. Một tuyến vận tải đường ray của Nga có thể xuất hiện ở Buzino. Và từ đó, họ có thể tính toán về các tuyến đường dài hơn. Trước khi triển khai xây dựng trên một khoảng cách dài, tất nhiên, chúng tôi sẽ bắt đầu với thí điểm ở mức độ quy mô vừa phải. Chúng tôi sẽ xem nó hoạt động như thế nào. Chúng tôi sẽ xem thế nào là cạnh tranh. Như bạn đã nói, giá vé như thế nào? Nếu nó cạnh tranh và có ưu thế so sánh với xe buýt, nó sẽ là một phương thức giao thông công cộng tuyệt vời. Nếu thí điểm thành công, các tuyến đường sau này có thể được đặt ở các khu vực khác của các tòa nhà mới, chẳng hạn như ở Katzovo, ở Katzovo Tờ La Gia. Thank you.